Cái chấm trắng này nó có đặc điểm gì khác với lại chấm đen hả cô? Đặc điểm là nó ăn thì là kho thịt với lại ngâm mắm, ăn nó chua. Quả chấm đen thì to hơn, dài hơn và nó đúng là hình quả chám các bạn nhé. Tuy nhiên là quả chấm trắng thì nó tròn hơn, nó gần giống, theo quan sát như tôi, nó gần giống như quả táo ấy các bạn ạ. Tách cái quả chám ra như thế này, cái hạt trong này ra, và người ta sẽ nhồi thịt xay vào trong này. Đây, thịt sôi lên thế là bày ra đĩa là để làm cỗ này, rồi là ăn khách sạn này, đấy, các nhà hàng. Cái chám trắng này thế mà chám đen này thế, tách ra nhồi thịt vào đây để bày cỗ mới lại làm những cái món đặc sản của Hoàng Vân đấy. Vâng. Rất là ngon cô nhỉ? Rất là ngon, quá là ngon chứ không phải rất là ngon. Vâng. Đó là chị Dân. Thì cái khe này nó rất là nhỏ, người ta dùng để dân dân cao. Và những hạt tống, tinh ti nó rơi qua đây. Còn đây là cái sàng. Thì các cái mắt cam nó to hơn một chút. Chào tất cả các bạn. Đang đứng ở khu chợ quê. Và trong chợ quê thì có những gì? Sau đây mời các bạn cùng theo chân mình nhé. Ở trước mặt chúng ta là những quả chám. Cô ơi, cái chám này thì gọi tên là chám gì hả cô? Đây gọi là chám trắng đấy. Chám trắng. Chám đen. Cái chám trắng này nó có đặc điểm gì khác với lại chám đen hả cô? Đặc điểm là nó ăn thì là kho thịt với lại ngâm mắm, ăn nó chua. Còn cái này thì nó bùi nó béo, chám đen thì nó bùi nó béo. Cái cách chế biến của nó khác với chám đen hả cô? Khác nhiều đấy cháu. Đây là rổ chám trắng này. Và các bạn có thể thấy trên tay tôi là quả chám đen. Thì qua quan sát thì chúng ta thấy là hai quả chám này nó khác nhau các bạn ạ. Quả chám đen thì to hơn, dài hơn và nó đúng là hình quả chám các bạn nhé. Tuy nhiên là quả chám trắng thì nó tròn hơn, nó gần giống, theo quan sát như tôi, nó gần giống như quả táo ấy các bạn ạ. Quả chám trắng này thì cách chế biến cũng khác và hương vị nó cũng khác các bạn nhé. Quả chám trắng này thì người ta dùng để kho cá và kho thịt, khi ăn nó sẽ hơi chua. Và quả chám đen này thì như bài trước tôi đã giới thiệu, khi mà ăn nó rất là bùi, rất là ngon các bạn ạ. Cô ơi, cái chám trắng này thì cái chám trắng này giá bao tiền một cân? Chám đấy là quả như thế là 35.000. Rẻ như vậy là rẻ hơn cái chám đen khá nhiều cô nhỉ? Như vậy là chám trắng này có giá rẻ hơn chám đen các bạn nhé. Quả chám đen như thế này thì có giá khoảng từ 100 đến 130.000 một cân. Chám trắng này thì có giá chỉ 35.000 một cân thôi. Đây là hai loại chám, các bạn có thể thấy hai loại chám khác nhau nhé. Các cô đến mua rất là đông các bạn ạ. Hình như ở đây tôi chỉ nhìn thấy một gian hàng của bác ở đây là có chám trắng. Người đến mua thì đến đây rất là đông. Chám trắng cũng là một trong những cái đặc sản của Hoàng Vân. Tuy nhiên thì người ta trồng chám trắng ít hơn, cũng có thể là do cái giá trị kinh tế cũng như là cái độ ngon của nó. Món chám kho thịt là cái này là bây giờ tách ra rồi ngâm uống nước lã hoặc luộc nước sôi đi một lượt để cho nó ra hết nước chan nước chua. Rang cháy cạnh thịt ba chỉ đi, rồi là cho chám vào đảo lẫn, rồi ai mà muốn ăn tương thì mình đổ tương vào hầm, và ai ăn mắm thì đổ nó vào hầm. Hầm bao giờ nó mềm, miếng thịt mỡ ra là miếng thịt ba chỉ ra với lại miếng chám ra là ăn là nó ngon. Hoặc là nhồi thịt thì là tách ra như thế này, tách cái quả chám ra như thế này, cái hạt trong này ra, và người ta sẽ nhồi thịt xay vào trong này. Thịt xay người ta ướp rồi, người ta sẽ nhồi thịt vào trong này, rồi là người ta mang sôi lên thế là bày ra đĩa là để làm cỗ này, rồi là ăn khách sạn này, đấy, các nhà hàng. Cái chám trắng này thế mà chám đen này thế, tách ra nhồi thịt vào đây để bày cỗ mới lại làm những cái món đặc sản của Hoàng Vân đấy. Vâng. Rất là ngon cô nhỉ? Rất là ngon, quá là ngon chứ không phải rất là ngon. Vâng, con cảm ơn cô nhé. Ở chợ quê thì có những cái sản vật như thế này, và ở quê thì người ta hay dùng cái như thế này để sàng gạo. Và trên tay mình là cái chiếc dần các bạn nhé. Và đây các bạn quan sát, đây là cái sàng các bạn ạ. Chúng ta có thể thấy hai đồ vật này có hình dạng giống nhau, tuy nhiên rằng nó sẽ khác điều gì? Đó là chiếc dần. Thì cái khe này nó rất là nhỏ, người ta dùng để dần dần cao. Và những hạt tống tinh vi nó sẽ rơi qua đây. Còn đây là cái sàng, thì các cái mắt cam nó to hơn một chút. Và cái sàng này người ta làm gì ở Nam Nhật? Một là sàng gạo người ta bốc đi, bắp ở trên lên, cái sàng người ta bắp nó nổi lên trên,
cái mục đích nó gần giống nhau các bạn ạ. Với cái sàng này chúng ta sàng gỗ, cái hạt nhỏ sẽ rơi xuống và cũng có thể dùng để sàng hạt gạo, cái hạt gạo sẽ rơi xuống và những hạt thóc nó sẽ nổi lên và sẽ bốc một quả ra ngoài. Và các bạn có thể quan sát sang đây, đây các bạn biết là cái gì không? Đây là cái nia thì có kích thước khá là lớn, 20, 40, 60, gần 80 phân các bạn ạ, khoảng 75 cm. Và cái nia này thì thường người ta sẽ dùng đặt ở lấy sàng, để sàng sàng và hơn cái nia một chút, hơn cái nia một chút thì gọi đây là cái mẹt này thì dùng để làm gì? Cái như vậy là cái nia này, cái mẹt này, cái mục đích của nó cũng gần giống như cái nia. Hôm nay thì các bạn và tôi đã hiểu hơn về một số cái dụng cụ ở làng quê. Bên này có rất nhiều. À đây mình đang nhìn thấy cái giá này các bạn ơi. Bà ơi, cái giá này là dùng để mình đãi gạo đúng không bà? Để đãi gạo. Lép chính là vo gạo lép bán cho bà. Vâng. Đây là cái giá. Cái giá này thì thường được người dân người ta dùng cái này để đãi gạo không nhỉ? Đãi gạo. Cái rổ, đây là rổ sáo bác nhỉ? Đấy là rổ sáo đấy. Cái này gọi là rổ xe đúng không? Cái này gọi là rổ xe các bạn nhỉ? Dùng là rau. Không một tí nào, giết cái tổ này cái này thì cả cửa đắp nè, không vào lấy cả vào đấy cái nào đưa cho bà. Cái này là dùng để làm gì hả bác ơi? Đất sáu con. À, sáu con. Mua 45 mà không ngon. Rất nhiều sản phẩm. Các bạn có thể nhìn thấy là các cô đang bán những cái sản phẩm, những sản vật của quê hương rất gần gũi. Cô ơi, cô bán những cái quả chuối này là từ nhà mình trồng hả cô? Nhà mình trồng hết. Vâng. Cô bán cả hạt sen à? Cả hạt sen ở đây, cả nhãn, cả hạt na, cả tỏi. Tất cả những cái này là của nhà mình trồng hết cô nhỉ? Vâng. Đây. Đây, chú đang mua quả chuối. Sang bên này là một... sang đây là một bà cụ đang bán chuối các bạn nhé. Bà ơi, bà bán được nhiều chuối chưa? Chưa. Dạ. Chuối này thì bà là chuối của nhà bà. Vâng, bà bán bao nhiêu tiền một nải này bà ơi? Vâng. Các bà đang bán chuối các bạn ạ. Đây là đều là những sản vật của gia đình, đây là họ tự trồng và họ mang ra đây họ bán cho những người có nhu cầu. Ở ngoài chám và các sản phẩm của từ tre nứa thì ở làng quê họ còn có bày bán rất nhiều các sản vật. Tôi đang nhìn thấy những cây đỗ tương. Bác ơi, cô ơi, đây là cây đỗ tương phải không ạ? Sao mình lại ít vậy cô? Đỗ tương này thì bao tiền một cân ạ? Cái đỗ tương này thì về ăn như nào cô? Con sao nhặt ăn nó ngon. À. Như vậy là cái đỗ tương này mình sẽ luộc cả cây này ạ. Các bạn nhá, cái đỗ tương này thì mình sẽ luộc cả cây. Như vậy là cả cái cây này mình sẽ cho vào xoong. Mình luộc sau đó là mình sẽ nhặt cái hạt này ra mình ăn. Chắc là rất là ngon các bạn. Phía bên này là các cô đang bán những cái sản vật của quê hương. Có rất nhiều chám các bạn ạ, cá, mít, chanh, rất nhiều các sản vật quê hương. Đây là một, đây là bà bác đang bán tương, tương nhà tự làm hả bác ơi? À vâng, đây bà bán cả cái củ gì đây ạ? Đây là khoai ạ, khoai này là mình trồng ở bà. Khoai này có tên là khoai gì ạ? Đây là nghệ. À đây là nghệ. Vâng vâng vâng. Đây là khoai xó. Đây là nghệ đỏ. Vâng. Bên này là gừng đúng không ạ? Đây là gừng. Vâng.
rất nhiều sản vật của quê hương. Đây là tỏi. Tỏi này. Hành ta. Hành ta. Hành to, hành ta to vậy hả cô? Ừ, đây hành ta đây. Một à đây rồi, hành tây đây rồi. À đây là hành ta đấy, đây đây. Vâng. Hành tây bí đỏ. Vâng, rất nhiều các sản vật. Cao thì có quay người lùn người cao. Có, ôi giời, cô xinh như vậy. Rồi, quay vào chủ rồi. Rồi, cảm ơn cô nhé, rất nhiều sản vật của quê hương. Đây là hoa, hoa đung nác các bạn nhé. Cái hoa đung nác này thì mình bán bao tiền một cân hay là bán theo trước hả cô? Túi này là 10.000 ạ. Các bạn ơi, đây là hoa đung nác các bạn nhé. 10.000 một túi này. Thì hoa đung nác này thì mình sẽ mang về luộc cô nhỉ? Vâng, luộc rồi. Phơi khô xong làm nộm. Phơi khô làm nộm ạ. Đây đều là những cái sản vật của quê hương mà chắc chắn là ít nơi có được cái sản phẩm này. Cảm ơn cô ạ. Chợ quê rất nhộn nhịp. Chúng ta cùng sang bên này xem các cô bên này bán những gì nào. Chào tất cả các cô. Ôi bên này là các bạn ơi, bên này là các cô bán toàn những cái sản phẩm từ đồng ruộng các bạn ạ. Có rất nhiều tôm này, cua này, cá sông này. Cá sông ở ở cô. Đây là cá ngạnh trong. Con cá dài dài tên là gì ạ? À. Con cá dài tên là gì ạ? Cá dài đấy là cá ngạnh. Cá ngạnh à? Cá ngạnh trong cầu. Đây sao là cá... Nó có cả dâu hả cô? Có. Vâng. Con. Cái này... cá nhỏ này là cá gì? Cá này là cá ó. Cá ó. Cá ó. Ừ, cá ó. Hồi lần đầu tiên con nghe đấy từ cá ó đấy. Đấy, cá ó ở sông cầu. À, hiếm có. Hiếm có này là cua thì rất là nhiều rồi. Cô ơi, cái con này là con gì đây? Con này là con trùng trục ơi. Ờ, con này là con trùng trục ạ. Con này là con sò đấy. À, con sò đồng ấy. Ừ, bắt ở đồng ấy. Vâng. Rất là nhiều những sản phẩm của quê hương. Đây tinh đi bắt hả? Đi bắt ở đồng ấy. Cái mình đây tự, là con hến này. Mình tự bắt hả con? Hến này mình tự đi bắt hả? Vâng. Ốc này, hến đấy, này. Đấy là con ốc này. Rất nhiều các bạn. Có một món ăn mà chắc là rất nhiều bạn sẽ thích đây. Đó là bánh đa nướng. Cô ơi, cái bánh đa này thì nhà mình tự làm hả cô? Cái bánh đa của mình tại sao nó lại có màu hơi đỏ đỏ vậy cô? À mình cho mật vào đấy để ăn, để cho khi ăn nó ngọt hơn đúng không ạ? Rất là ngon các bạn ạ. Nếu bạn nào mà chưa biết cách nướng bánh đa như nào thì chúng ta cùng quan sát nhé. Bàn tay của cô rất là dẻo các bạn ạ. Đấy, các bạn có thể quan sát. Cái bánh đa mà chưa nướng như thế này thì gọi là cái gì hả cô? Đây là bánh sống. Bánh sống. À, với cái một cái bánh sống như thế này các bạn nhé. Chưa hề được nướng. Bánh đa này thì được làm từ gạo cơ nhỉ? Gạo, mì đường, mì mật. Vâng. Và cô với một cái bếp than như thế này thì sau khi mà nướng thì đã sẽ tạo ra một cái bánh đa rất là ngon các bạn. Nướng bánh đa này thì yêu cầu đòi hỏi những gì hả cô? Thì phải nhanh tay không nó cháy mất. Vâng. Phải nướng phải nhanh và đều tay đúng không ạ? Đều tay nó sẽ đều bánh. Như vậy là công việc nướng bánh đa cũng không hề đơn giản các bạn. Yêu cầu của một người nướng bánh đa đó là phải nướng quen, có kỹ năng và phải nướng đều tay, phải nhanh tay. Nếu không thì bánh đa của chúng ta sẽ không chín không đều và sẽ bị cháy. Đây. Để làm ra một chiếc bánh đa này thì mất rất nhiều công đoạn. Các bạn có thể quan sát. Đặc sản của chợ quê thì không thể thiếu được những tất cả những cái loại rau các bạn ạ. Và bên này chúng ta cùng đến với dãy hàng rau. Các bạn có thể quan sát là chúng ta có rất nhiều các loại rau, có quả mướp, rau mùng tơi, rất nhiều các bạn ạ. Đây là các cô đang bán rau các bạn nhé. Cô ơi, cái hoa gì đây hả cô? Đây là hoa thiên lý. Hoa thiên lý ạ? À, cái hoa này là mình lấy từ cái cây hoa thiên lý đúng không ạ? Cây thiên lý để nấu, đấy. Cái hoa này thì mình sẽ dùng để chế biến những con gì? Nấu thịt. Nấu canh, nấu thịt. Nấu canh cua. À, vâng. Chắc là nó thơm lắm cô nhỉ? Thơm lắm, cái con đỏ đống. Vâng. Cho nắng. Đây là hoa thiên lý. Những cái rau này là mình tự trồng hay là mình... Trồng hết mỗi người có tí. À. Rau cải, rau thơm. Như vậy là ở chợ quê thì rau rất là sạch các bạn nhé. Nếu mà các bạn có cơ hội mà đi đến chợ quê thì các bạn sẽ... Tôi tin là các bạn sẽ rất là thích. Vâng, rau ở đây rất là rẻ và tất cả là đều là những cái sản phẩm mà các cô tự trồng. Không hề có... Không có thuốc diệt sâu không cô? Vâng.
Như vậy là rau rất là sạch các bạn ạ, không hề có thuốc bảo vệ thực vật. Cái này có ít mỡ nên không có nhiều. Vâng, do mỗi một gia đình họ chỉ trồng để ăn, tuy nhiên là nếu mà khi mà có thừa thì họ sẽ đem đi bán. Vâng, cảm ơn cô ạ. Vừa rồi thì mình đã giới thiệu với các bạn một số cái sản vật của quê hương. Và với chợ quê thì tất cả mọi thứ đều rẻ và rất là sạch các bạn nhé. Hy vọng rằng các bạn sẽ yêu quý những cái khu chợ như thế này. Và lần sau mình sẽ giới thiệu các bạn nhiều hơn nữa những sản vật của quê hương mình. Chào tất cả các bạn.